tiếp tục tiếp tục một năm mới hành trình. Mẹ anh đang bắt đầu một công việc. Vậy nếu vậy thì em nhấc cái dây bên này ra trước nhé thầy. Nhấc cái dây này ra thả lên. Cái đấy phải cắt ra chứ không để vậy cũng khỏe được không? Trước rồi mà. Ống cái kiểu cha kia đi thành nữa đây đi nữa.
Khoảng 4 mét mà nó mặt 2m6 là được. 4m2 chứ. Rồi em chào lên. Trước đây em kiếm cho anh một cái thanh 5-7 phân thì thôi, để vừa cái khác thôi.
Không, cái này mình để mình còn cân lấy sợi để móc cáp nữa anh, không ăn không ăn rồi đấy, không phải căn bên này cho anh cái cục ạ. Này mà khoanh bàn tròn 2.5 thì nó vẫn còn được 3 mét mấy rồi. 2.5 thì còn được 3.5
này lắm. Look!
cái này cái cục ở đây để cân cái này này là cùng với mình. Em trèo lên đằng trước cái cục ấy, trèo lên trước đi để thang. Ờ, cân gì? Hết phần rồi. Còn nữa, còn mấy phần nữa lên đây. Siêu phẩm cuối năm để mà năm nay rẻ là cái nó sẽ chỉnh cái nào
chứ bên đây. Ôi má ơi, nãy giờ chưa có một cái tấm bóc kia nhá. Mẹ ra đi. Bàn lúa này có thể tham khảo cái tấm kia gõ này. Em cảm ơn người trên cam, cảm ơn chị Duyên nhá. Ôi đẹp lắm các bạn. Xuất sắc, xuất sắc. Siêu phẩm của siêu phẩm. Đấy, tranh thủ lên like cho các bác này cái giây phút nữa. Mở bát để mọi người có thể cùng cùng em nhé. Cùng em mình mở bát cây này. Đẹp dã man luôn mọi người ạ. Đấy. Mơ. Giờ Phương ơi, mắc mơ được không? Rồi, xe. Dày quá. Ôi cái kênh lên mà em không xài tiếp à? Mất rồi anh kém quá. Thank you.
nha. Chiều này tôi mặc tôi này.
anh gái Thành ơi.
sao xài được cái pin nu của anh nữa nhỉ. Trong cổ nó đi thế thôi.
xuất sắc. Quá đẹp luôn. Đầu này đầu kia đầu kia. Gốc cái thì cà phê thì hay. Vâng, mọi người định.